Chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Sau 9 ngày chờ đợi thì chúng ta đã có ảnh dò dỉ Skibidi Toilet tập 68 phần 1. Và ảnh dò dỉ vừa được đăng trên shop chính thức của DaFood. Hôm nay, chúng ta sẽ đi giải quyết các vấn đề sau. Đầu tiên, phân tích ảnh dò dỉ Skibidi Toilet tập 68 phần 1. Thứ hai, dự đoán diễn biến Skibidi Toilet tập 68 phần 1. Thứ ba, dự đoán thời gian chính thức Skibidi Toilet tập 68 ra mắt. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh, uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Tôi thật sự bất ngờ với phong cách làm việc của DaFood. Anh ấy luôn cho chúng ta những bất ngờ. Ảnh dò dỉ vừa được đăng cách đây không lâu. Trong khung hình, chúng ta có thể thấy được một tên G-man giả với bốn lưỡi cưa đang nhìn chằm chằm vào một ai đó. Và bạn nghĩ đây là cameraman POV. Nếu bạn thật sự nghĩ vậy thì thật sự rất sai lầm. Vì cameraman POV đã đi cùng với đội đặc vụ vào bên trong căn cứ của bọn Skibidi. Và tôi tin chắc rằng, sẽ không có một POV thứ hai để thay thế. Và lần này, cameraman POV không ai khác chính là Titan Cameraman. Dường như trong khung hình không phải là đợt khám phá căn cứ của lũ Skibidi, mà là nối tiếp của trận chiến tập 67 phần 4. Và tôi nghĩ rằng, tập 68 phần 1 tạm thời chúng ta sẽ không thấy được các đặc vụ đang làm gì. Tôi nghĩ họ sẽ xuất hiện ở tập 68 phần 2 hoặc 69 để xem bên trong căn cứ có gì. Bây giờ hãy dự đoán sơ bộ về tập 68 phần 1. Tôi nghĩ rằng, sẽ có một trận chiến với quy mô không hề nhỏ ở căn cứ của lũ Skibidi. Và G-Man lúc này cũng sẽ cho thấy sức mạnh của mình sau khi được nâng cấp. Và tôi cũng nghĩ rằng, Titan TV-Man sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tập này. Bởi vì, mùa giải của anh ta thực sự đã bắt đầu. Hai Titan còn lại sẽ thiên về nhiệm vụ hỗ trợ nhiều hơn. Như các bạn cũng đã thấy, Titan Cameraman theo như tôi đoán sẽ là Cameraman POV, vì vậy ở tập sau anh ấy sẽ vừa chiến đấu và vừa nghỉ ngơi là chính. Tập sau, tôi cũng nghĩ sẽ có sự xuất hiện trở lại của ba U-man và hơn hết là các đặc vụ. Họ sẽ thiên về nhiệm vụ hỗ trợ nhiều hơn là chiến đấu. Bây giờ, hãy dự đoán thời gian chính thức Skibidi Toilet tập 68 phần 1 được ra mắt. Theo tôi nghĩ, tập 68 sẽ được ra mắt vào tối hôm nay hoặc có thể là rạng sáng ngày mai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên like và đăng ký kênh nhé!